khai giảng năm học 2021-2022 dự kiến được tổ chức trên toàn quốc vào ngày 5 tháng 9. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi, có rất nhiều địa phương sẽ phải tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến. Và tất nhiên là khai giảng đặc biệt nên là khâu chuẩn bị cũng theo cách hết sức đặc biệt. Tại thành phố Hà Nội năm nay, toàn thành phố sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến và qua sóng truyền hình. Nhưng không vì thế mà nhiều học sinh, phụ huynh xem nhẹ. Học sinh này vẫn được phụ huynh chuẩn bị đầy đủ từ đồng phục, cờ, hoa, sách vở để chào đón năm học đầu tiên của cấp 1. Dịch Covid cho nên con phải khai giảng online. Thế mẹ con chuẩn bị cho con cái gì nhỉ? Mẹ con chuẩn bị cho con đồng phục, áo đẹp và váy đẹp ạ. Con mong muốn điều gì? Con mong muốn rằng là hết dịch Covid, con có thể quay lại trường con học ạ. Về phía các nhà trường, ngay từ thời điểm này, các thầy cô giáo đã sắp xếp lại bàn ghế một cách ngay ngắn. Lớp học được quét dọn sau bao tháng vắng bóng học sinh. Các thầy cô tâm niệm, trường lớp phải luôn sạch sẽ để sẵn sàng chào đón các em học sinh tới trường khi dịch bệnh được khống chế. Thì các cái bước thì cũng đã thực hiện rất là cẩn thận và chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án chi tiết để đem đến một cái lễ khai giảng rất sinh động cho học sinh. Ví dụ như là cái phần 1 thì chúng tôi sẽ tham dự phần lễ được phát trên đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần của nhà trường thì nhà trường cũng sẽ gửi đến các con một cái đoạn clip để giới thiệu về nhà trường, về truyền thống của nhà trường cũng như là các cái hình ảnh về cái không khí khai giảng của các cái năm học trước để cho các con cũng có thể mường tượng được, nhất là đối với học sinh lớp 1. Một năm học mới sắp bắt đầu. Đây là năm thứ 3 các em trải qua việc học tập với hình thức trực tuyến. Những khó khăn của các năm trước đã được rút kinh nghiệm và dần được tháo gỡ trong năm học này để việc học sẽ đạt được hiệu quả hơn. Các thầy cô đã xây dựng nên những cái bài giảng và các thầy cô sẽ đứng ở cái vai trò học sinh để tiếp nhận cái bài giảng của giáo viên của mình, để xem là với cái bài giảng này mình là học sinh thì mình sẽ có những cái ý kiến phản hồi như thế nào để cùng xây dựng ra được một cái bài giảng tốt nhất để sắp tới chúng tôi triển khai tới học sinh. Các thầy cô vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện các bài giảng cho học sinh của mình bằng hình thức trực tuyến. Ngừng đến trường nhưng không ngừng học tập. Năm học mới sẽ vẫn được mở đầu từ ngày khai trường mùng 5 tháng 9. Dù khai giảng bằng hình thức trực tuyến hay bất cứ hình thức nào thì các thầy cô giáo cũng đều mong muốn học sinh của mình có một lễ khai giảng trang nghiêm và đầy ý nghĩa.